Chào các bạn, hôm nay mình sẽ đến một bài chung. Thì cái bài này nó chỉ khó ở cái đoạn dịch thôi, còn cái đáp án nó nằm ở đâu ấy thì nó cũng rất là dễ đánh giá và nhận biết, và chúng mình sẽ cùng thử nhé. Các bạn nhớ là làm bài trước khi mà check cái đáp án ngày hôm nay nha. Câu hỏi đầu tiên của mình đó là gì ạ? Hisaniyoruto fast food ga hiromatta ryū wa nani ka, là cái lý do để khiến cho cái fast food, là cái món ăn nhanh, trở nên phổ biến và rộng rãi theo tác giả nó là gì? Thì là mình sẽ cùng quay trở lại với cái bài đọc này. Fast food ga sekai juu ni hirogatta no wa bunka ya ningen shūgō zōtai ni henka ga okotte ita kara desu. Thì đáp án của mình nó nằm ngay ở trong cái câu đầu tiên này này, là cái nô hóa ở đây đằng sau nó là kara desu, nên là mình sẽ hiểu là cái lý do mà khiến cho cái thức ăn nhanh trở nên phổ biến ở trên toàn thế giới là okotte ita, bởi vì nó xảy ra cái sự thay đổi trong cái trạng thái tập hợp của con người, hoặc là trong cái sự thay đổi về văn hóa. Kazoku wa kore made hodo ante shita mono dewa nakunatta shi shiteki na seikatsu rōrō ya asobi no pattern mo koujinteki katsu tayō ni natte ita no dearu. Mình thấy ở đây tiếp tục kết thúc câu là no dearu, nên là nó sẽ vẫn đồng nghĩa và giải thích thêm cái câu ở phía đằng trước là lý do tại sao này này. Thì ngay trong cái câu đầu tiên mình đã hiểu cái lý do là do văn hóa, sự thay đổi về văn hóa này, và sự thay đổi trong cái thói quen hoặc cái trạng thái mà tập trung của mọi người này. Thì người ta giải thích rõ hơn ở đây đó là gì ạ? Kazoku wa ở đây là gia đình, thì kore made hodo là như từ trước cho đến nay, ante shita mono de wa nakunatta shi là một cái tính chất của gia đình, là gia đình đã không còn là một cái thứ mà ổn định như là từ xưa cho đến nay nữa này. Rồi shiteki na seikatsu rōrō ya asobi no pattern mo là các cái loại hình như là vui chơi này, lao động này, hoặc là các cái cuộc sống cá nhân thì cũng làm sao koujinteki katsu tayō ni natte ita no desu, là nó cũng trở nên phong phú hơn và cá nhân hóa hơn này. Như vậy là người ta đang giải thích cái gia đình của mình đấy, nó không còn ổn định như trước này, rồi cái cuộc sống vui chơi lao động cũng đa dạng hơn, rồi cá nhân hóa hơn. Ningen no setsoku ga wazurawashi mono ni kanjiru keikō mo zōdai suru, là cái khuynh hướng gì đó tăng lên, đúng không? Cái khuynh hướng ở đây được giải thích là cái khuynh hướng mà người ta đang cảm nhận rằng là cái việc setsoku, là cái việc tiếp xúc giữa con người với con người ấy, trở thành một cái mono, một cái thứ rất là phiền hà rồi rắc rối ấy, thì cũng đang có xu hướng gọi là tăng lên. Sokuji ga motsu tanoshimi wa kansoku to sako no shijō no kairaku de wa nakunatta. Ở đây mình thấy chủ ngữ của mình đó là tanoshimi wa, cái sokuji ga motsu bổ nghĩa cho tanoshimi, vậy mình sẽ hiểu là cái niềm vui mà có được nhờ ăn uống ấy thì cũng không phải là để wa nakunatta, là không còn là một cái điều gọi là quá là vui thú, mà đặt lên hàng đầu cái từ shijō ở đây là lên hàng đầu ở trong cái giao lưu xã hội nữa, hay là trong cái cảm xúc cảm giác của mình nữa. Thì sore wa hoka no koi no aima ni sōnyū sareru mono to naru koto ga ookatta shi. Koto ga ookatta shi ở đây là thường là, đúng không? Hoặc là thông thường là, hoặc là nhiều khi là. Mono to naru là trở thành một cái thứ mà sōnyū sareru là được thêm vào, được insert vào. Tiếng Anh của mình ở đây nó là insert. Aima ni ở đây là thêm vào giữa các cái hành vi khác. Còn cái sore ở đây là đại từ chỉ thị, nó thay thế luôn cho cái ý ở đằng trước ấy, là cái niềm vui về ăn uống ấy, thì nhiều trường hợp là nó đã trở thành một cái thứ mà được đi kèm vào giữa các cái hành vi khác trong xã hội này. Sore to heiko shite nó song hành với nhau. Vậy cái sore ở đây nó đứng lơ lửng ở giữa câu, mình sẽ hiểu nó thay thế luôn cho cái ý ở cái đoạn đằng trước ấy, là các cái hành vi khác này này, có là các cái hành vi khác đấy nó sẽ được song hành cùng với lại sokuji, cùng với lại ăn uống, và con người thì đang phải kolio subeki, cần phải cân nhắc và suy nghĩ xem là
mong muốn là Suma Seru là làm cho xong rồi, làm cho thật là đơn giản rồi tiện lợi cái Sokuji, là các cái bữa ăn của mình. Đấy thì mình sẽ hiểu cả cái câu này, có nghĩa là con người chúng ta cần phải cân nhắc xem là mong muốn biến cái bữa ăn của mình trở nên đơn giản và giản tiện hơn, và nó đi song hành cùng với lại các cái hành vi khác nữa trong xã hội. Với cái ý như vậy là mình đã làm được cái câu số 1 này rồi. Theo tác giả thì cái lý do tại sao mà cái fast food của mình nó lại trở nên phổ biến thì nó chính là cái câu đỏ đỏ này đây. Đó là xảy ra cái sự thay đổi trong cái văn hóa cũng như là trong cái trạng thái tập hợp của con người, và nó được giải thích ở trong cái đoạn đầu tiên. Văn hóa của chúng ta là gì ạ? Văn hóa là gia đình thì sẽ không còn ổn định như ngày xưa này. Mọi người sẽ đa dạng hóa rồi cá nhân hóa các cái hình thức này. Rồi từ đó thì cái việc mà Sokuji ăn uống thì nó cũng trở nên rất là gọn nhẹ rồi đơn giản. Thế nên đáp án của mình nó chính là cái ý là có cái sự thay đổi trong văn hóa của mỗi người, của con người và cái trạng thái tập hợp của con người. Nên đáp án của mình là mấy nào? Câu 1 là gì? Soku ni tai suru hitobito no shiko ga nite kita koto, là cái niềm yêu thích rồi hứng thú của mọi người đối với lại thức ăn thì là đang ngày trở nên giống nhau, thì cái câu này không nói tới rồi nhá. Câu 2 là gì ạ? Hito to no tsunagari ya seikatsu style ga henka shite henka shita koto, chính là cái phong cách sống và cái cách kết nối giữa con người với con người thì đã biến hóa hoặc là thay đổi. Nó chính là cái đáp án của mình đây. Cái seikatsu style ở đây nó chính là cái văn hóa đấy. Cái văn hóa ở đây nó được giải thích về cái phong cách sống, đúng không? Thì nó chính là shiteki na seikatsu ne rodo ya asobi no pattern này, thì nó sẽ kojinteki katsu tayo ni natte ita, thì nó chính là seikatsu style này. Còn cái hito to no tsunagari ấy, thì nó sẽ bằng với cái ý là cái sự kết nối với con người ấy, thì nó chính là ningen no sessoku ga wazurawashi mono ni kanjiru keiko mo zodai shita. Nên là đáp án của mình nó chính là cái câu số 2 này. Thì để tìm được cái đáp án đấy, mình phải hiểu được cái ý của cái câu đỏ đỏ này kèm với các cái ví dụ kèm theo để mà tìm ra được cái câu số 2 nó có cái cách diễn đạt tương tự với lại cái ý ở trong bài, thì nó chính là cái số 2 nhé. Câu số 3 là gì? Hito bito ga ningen kankei ya taberu koto ni mukanshin ni natta koto, là không còn quan tâm tới cái việc ăn uống và cái mối quan hệ giữa con người ấy. Thì câu này là bị sai nhé. Câu này không ai nói về cái việc là mukanshin ni natta cả. Câu 4 là gì? Atarashi soku no style ga hitobito no konomi ni atta koto, là cái phong cách ăn uống mới thì nó phù hợp với sở thích của mọi người, thì cái câu này cũng không hề nói tới. Nên đáp án của mình nó chỉ còn số 2 thôi. Bây giờ mình tìm tiếp cái câu số 2 là gì ạ? Kicho teki genso to aru ga sore wa dono you na genso ka, thì cái câu hỏi của mình nó nằm ở cái phần gạch chân ở đây. Mình sẽ đi đọc tiếp này. Một chi rộng toshi no sokubunka ni totte fast food ga shimeru ichi wa konbini ga kaimono kouro ni taishite shimeru ichi to douyo zenmen teki dewa nai. Chủ ngữ của mình ở đây nó chính là ichi wa này, cái vị trí mà cái thức ăn nhanh nó chiếm trong cái nền văn hóa ẩm thực của người thành phố ấy, thì là đương nhiên nó sẽ giống với cái vị trí cái konbini là các cái cửa hàng tiện ích ấy, nó chiếm cái vị trí như thế nào đối với taiste, đây là đối với cái hành động mua sắm. Thì người ta đang so sánh là ichi wa ichi to doyo, đúng không? Là A thì giống như là B. Thì ở đây người ta đang so sánh cái vị trí của fast food trong cái nền văn hóa ẩm thực thì nó cũng giống tương tự như là cái vị trí của konbini trong cái hành động mua sắm của con người ở thành phố đấy. Zenmen teki desu nai là nó không hề gọi là, nó không phải là một cái thứ mang tính toàn diện này. Shikashi tashiu tayou na restora ga itaru tokoro ni sousei shite kuru naka ni hitotsu no kinshitsu ka suru chikara toshite warikomi katsu lokaru toshi o sekai teki na kibou ni made hirogatta roichi no amime ni kumikomu koto wa mushi dekinai chikara no kichou teki gensou nano de aru.
Câu này rất là dài nhưng mà chúng ta sẽ cần phải tỉnh táo một chút trong cái việc mà phân tích ngữ pháp. Và chúng ta sẽ nhìn vào các cái dấu phẩy đầu tiên này. Ở đây nó có cái từ shikashi là để dành cho cái ý trái ngược lại. Bây giờ mình ôn lại cái câu ở đằng trước một chút, là cái vị trí của fast food thì nó cũng giống như là cái vị trí của komini, nó không phải là một cái thứ gọi là toàn diện hóa, đúng không? Tuy nhiên thì là khi mà nakani là cấu trúc ngữ pháp này, trong cái bối cảnh, trong cái điều kiện mà cái restaurant đa dạng hóa rồi nhiều chủng loại, nó được xô xê là nó được hình thành mọc lên ở khắp tất cả các mọi nơi. Itaru tokoro ni ở đây là khắp tất cả mọi nơi, thì cái koto hóa ở đây này, khi mà mình nhìn thấy cái naka ni này này, tiếp đến mình nhìn vào cái warikomi là dạng kết lửng, khi mà thấy kết lửng thì mình nhìn tiếp ra đằng sau, nó sẽ có cái từ kumi komo koto hóa ở đây. Vậy là mình sẽ hiểu là cái koto hóa này nó đi kèm với cả A và B. Cũng là trong cái bối cảnh như thế thì cái việc A và B đấy, nó là một cái kicho teki genso, một cái hiện tượng, một cái dấu hiệu, mà một cái hiện tượng mang tính chất dấu hiệu của một cái sức mạnh mà chúng ta không thể nào mà bỏ qua nó được. Thì cái việc này nó là cái việc gì? Cái việc mà nó sẽ warikomi là nó sẽ chen vào tố ste với tư cách là một cái sức mạnh mang tính chất gọi là bình quân hoặc là cân bằng đấy, một trong những cái sức mạnh gọi là để cân bằng. Nhưng mà cái gì nó warikomi thì mọi người sẽ phải hiểu cái chủ ngữ trong cái ý mà mình gạch chân, mà mình bôi xanh ở đây này, nó chính là cái fast tofu độ nhá. Cái chủ đề của cái bài này người ta vẫn nói về fast tofu độ là cái thức ăn nhanh đấy. Trong cái bối cảnh mà restaurant nó mọc lên ở khắp mọi nơi như thế thì fast food nó cũng sẽ được sinh ra, rồi nó phát sinh này, nó sẽ len lỏi vào thị trường giống như là một cái sức mạnh, một trong những cái sức mạnh để giúp cân bằng này, và nó sẽ kumi komu này, đúng không? Nó sẽ gắn liền và tạo nên một cái mắt xích đồng nhất với cái việc là các cái thành phố ở địa phương, lokaru toshi ở đây là các cái thành phố địa phương, thì nó sẽ hirogata, nó đã mở rộng ở trên cái phạm vi, đến cái phạm vi gọi là toàn thế giới rồi. Và cái việc đó ấy, là một cái hiện tượng, một cái dấu hiệu mà chúng mình không thể nào mà bỏ qua nó được. Thì đáp án của mình ở đây nó chính là cái hiện tượng mang tính chất dấu hiệu đấy, nó là cái hiện tượng gì? Thì nó chính là đáp án nó nằm ở cái koto hóa này này. Có là A chính là cái koto hóa đấy, nó chính là một cái hiện tượng mang tính chất dấu hiệu của một cái sức mạnh mà mình không thể nào bỏ qua. Và đáp án của mình nó chính là nằm ở cái đoạn mà mình bôi màu xanh xanh ở đây. Nên là đáp án của mình là gì ạ? Câu số 1 này. Lokaru na toshi no restaurant ni fast food no kanben sao tori irete iru, là cái hiện tượng đấy là cái hiện tượng mà thêm vào, đúng không? Import vào hoặc là thêm vào cái sự tiện lợi trong cái thức ăn nhanh trong các cái cửa hàng ở thành phố, ở địa phương. Thì cái câu này hoàn toàn sai rồi nhá. Cái này nó là trong cái bối cảnh như vậy thì là fast food được sinh ra với cái sức mạnh là giúp cân bằng. Nên là cái câu 1 này là tori ireru vào trong restaurant này là bị sai này. Câu 2 là gì ạ? Koko no toshi no sokubunka no naka ni fast food ga hairikonde iru. Nó chính là cái hiện tượng mà fast food này, nó hairikonde iru là nó đã gia nhập vào trong cái nền văn hóa ẩm thực của các cái thành phố. Thì đáp án của mình nó chính là cái câu số 2 này, chính là cái ý xanh xanh ở đây. Thì cái mà quan trọng nhất ở đây mình nghĩ là để tìm được cái đáp án số 2 này, nó chính là cái chủ ngữ fast food. Và để mà tìm được cái chủ ngữ trong cái câu xanh xanh này của mình ở đây này, thì chúng ta phải cần thật sự là tỉnh táo, đúng không? Thì mình sẽ phải phân tích được là các cái câu gần nhau thì chủ ngữ giống nhau, và người ta đang muốn nói về cái đề tài fast food, và người ta vẫn nhắc cái đề tài fast food ở trong cái câu đầu tiên này. Thì cái câu số 2 này của mình nó vẫn là trong cái bối cảnh đấy, thì cái việc mà fast food nó được gia nhập, rồi được thâm nhập, rồi được ghép vào trong cái mắt xích như vậy, đúng không? Thì nó là một cái điều không thể bỏ qua, hay chính là cái hiện tượng đấy, cái hiện tượng mà fast food nó body cô mự, nó thâm nhập vào trong cái nền văn hóa ẩm thực nó là như thế. Thì nên đáp án của mình nó chính là cái số 2. Nhưng cái điều quan trọng nhất ở đây nó chính là tìm được cái chủ ngữ fast food. Câu 3 là gì ạ? Fast food ga toshi koto no tayo na sok
ke shiki o koaso to shiteru là đang nỗ lực cố gắng để phá vỡ cái hình thức ẩm thực ăn uống đa dạng của từng cái thành phố một. Thì cái đoạn này, cái đoạn mà phá vỡ này là không có cái ý nào trong bài nói về cái việc này cả nên sai này. Câu 4 là gì ạ? Fast food ga no tempo su ga restaurant no you ni fuiteru là cái số lượng các cái cửa hàng fast food thì nó tăng lên giống như là các cái cửa hàng restaurant. Thì cái câu này cũng là sai nhá, người ta không hề so sánh cái số lượng của các cái cửa hàng fast food với lại cái số lượng của cái cửa hàng restaurant nên là cũng bị sai, chỉ còn cái đáp án số 2 này thôi. Tiếp đến mình đọc câu số 3 là fast food no hirogari ga hitobito ni ataeru eikyo o hissa wa dono you ni kangaeteru ka là tác giả đang suy nghĩ như thế nào về tầm ảnh hưởng mà sự mở rộng của fast food gây ảnh hưởng tới con người. Thì bây giờ mình sẽ cùng đọc tiếp nhé. Osoraku kosta fast food no keiken wa isuki sareteru koto kara izou ni hotondo isuki sarenai kankaku teki na eikyo no hou ga okii daro. Trong cái câu này chủ ngữ của mình là keiken wa là cái kinh nghiệm về fast food kiểu như vậy. Cái kiểu như vậy ở đây mình sẽ hiểu nó chính là tổng hợp ý của cả cái đoạn ở trên này. Thức ăn nhanh thì ngày càng được phổ biến ở trên khắp thế giới này. Rồi nó là một cái hiện tượng dự báo mà không thể nào bỏ qua được này. Thì cái trải nghiệm đấy phải chăng là đà đồ đúng không? Phải chăng là cái eikyo là cái sự ảnh hưởng mang tính cảm xúc ấy, mà hầu hết là chúng ta không thể ý thức được ấy, thì nó sẽ lớn hơn so với lại những cái thứ mà chúng ta có thể ý thức được. Vậy câu này mình sẽ hiểu là người ta đang so sánh cái ảnh hưởng mà mang tính cảm xúc ấy, nó sẽ nhiều hơn ở những cái thứ mà chúng ta không thể nhận biết được, hơn là những cái kotogara, là những cái nội dung mà chúng ta có thể ý thức được. Thì cái fast food nó gây ảnh hưởng tới những cái thứ như vậy, những cái thứ về mặt cảm xúc và mình không thể nào ý thức được ấy. Hầu hết hô tông độ là chúng ta không thể nào ý thức được ấy. Tiếp đến là kachite no soku no nai o kara miruto hinkon to shika iyo no nai menu ni nareru koto aete sakaiteki kanke o hakai shiyou to shinai demo hitobito wa fast food no riyo niyotte itsu no mani ka toshi no yumin ni natte iku koto soshite kono sokkei shiki no kyoyu niyotte wareware wa kimyo na katachi de wareware zishin o itsu no mani ka sekai ka shite iru koto nado dearu. Mình thấy câu này rất là dài không? Kết thúc câu đó là nado dearu, vậy mình sẽ phải đi tìm A hoặc B hoặc C. Tiếp đến mình nhìn thấy cái từ koto ở đây, vậy mình đi tìm một cái koto nữa ở trước đấy để thấy rằng là người ta đang liệt kê các cái sự việc như là A như là B. Bây giờ mình sẽ phân tích thêm một chút nữa về cái ý ở đằng trước là karamiruto là cấu trúc ngữ pháp này. Khi mà nhìn về cái góc độ là nội dung các cái món ăn hoặc là các cái món ăn ngày xưa ấy, thì chúng ta đã quen, nareru là đã quen với cái menu mà chỉ có thể nói rằng là rất là nghèo nàn. Ở đây có cái từ là shika và đi với nai này, là shika nai này, chỉ có thể nói rằng là nghèo nàn. Còn cái từ mà iyo no này không phải là cái từ i và warui đâu nhá các bạn, là chỉ có thể nói rằng là ấy, đúng không? Thì là khi mà chúng ta đã quen với cái menu mà chỉ có thể nói là rất là nghèo nàn này, nên là dù là demo, dù là cái gì thì dù là mình phải hiểu ngầm ở đây là fast food nhá, dù là fast food không có cái ý định siêu tố sinh ai phá hủy cái mối quan hệ mang tính xã hội đi chăng nữa, nhưng mà con người chúng ta thì khi mà níu tệ bằng cái việc sử dụng fast food thì ní nát của cô tộ là dần dần trở thành những cái người dân du mục của thành phố. Cái simino yumin thì người ta đang giải thích ở đây nó chính là những cái người mà không có cái mối quan hệ mang tính xã hội. Và soste kono sokke shiki no kyoyu niyotte wareware wa kimyo na katachi de wareware zishin no itsu no mani ka sekai ka shite iru koto. Và chúng ta, wareware wa là chủ ngữ này, chúng ta thì bằng cái việc là kyoyu là chia sẻ cái hình thức ăn uống này thì làm sao thì đã se kai ka shite iru là đang thế giới hóa hoặc là toàn cầu hóa bản thân chúng ta bằng một cái hình thức rất là kỳ lạ. Kimyo ở đây là rất là kỳ lạ. Thì kết nối hai cái câu cuối của cái đoạn này ấy, mình sẽ hiểu là cái fast food ấy,
nó gây ảnh hưởng lớn tới những cái cảm xúc mà hầu hết chúng ta không có nhận ra, chúng ta không có ý thức được. Ví dụ như là na đồ đé đựng, đúng không? Ví dụ như là chúng ta dần dần là trở thành những cái người dân du mục ở trong thành phố, đến một lúc nào đấy thì sẽ trở thành những cái người dân du mục trong thành phố, không còn có cái mối quan hệ với xã hội nữa này. Và chúng ta đang toàn cầu hóa này, toàn cầu hóa chính bản thân chúng ta với một cái hình thức rất là kỳ lạ, bằng cái việc là chia sẻ cái hình thức ăn uống này. Vậy là nó đã nói về cái sự ảnh hưởng chưa các bạn? Nên đáp án của mình ở đây, cái câu số 3 là tác giả đang suy nghĩ như thế nào về cái tầm ảnh hưởng của cái việc mở rộng fast food tới mọi người, thì nó chính là hai ý này. Thứ nhất là chúng ta không còn cái mối quan hệ xã hội nữa này. Thứ hai là chúng ta đang toàn cầu hóa bản thân chúng ta với một cái hình thức rất là kỳ lạ bằng cái việc là ăn nhanh. Nên đáp án của mình nó chính là cái câu số 1 này này. Shiranai uchini ở đây thì nó bằng với itsu nomanika nhé. Đến một cái thời điểm nào đấy thì là cái mối quan hệ với con người là hito tono kizuna. Kizuna là sợi dây kết nối với con người ấy, thì nó sẽ usume là sẽ làm nhạt nhòa đi cái sợi dây kết nối giữa con người với con người này, và cái mối quan hệ, mối quan tâm của chúng ta tới cái nền ăn uống ẩm thực này, và chỉ có ăn nhanh không này. Sekai doichi no soke suki ni narekitta ningen no fuyasu là làm tăng những cái người mà hoàn toàn quen với cái hình thức ăn uống gọi là đồng nhất trên toàn thế giới, nó chính là cái hình thức ăn uống fast food đấy. Nên đáp án của mình là 1 nhá. Cái ý mà sekai doichi no soke suki ở đây này thì nó bằng với cái ý là kono soke suki no kyou ni yotte, là bằng cái việc là chia sẻ cái hình thức ăn uống này hay chính là cái hình thức fast food đấy, thì là dần dần chúng ta đang sekai cả là toàn cầu hóa, đúng không? Toàn cầu hóa ở đây nó chính là bằng với cái ý là sekai doichi này, đồng nhất hóa toàn bộ thế giới cái hình thức ăn uống này, cái hình thức ăn uống gọi là fast food này, và con người dần hoàn toàn quen cái từ narikitta, đây là narikiru là hoàn toàn quen với cái hình thức đấy, thì số người mà quen cái việc đấy thì là ngày càng tăng lên. Thì là toàn cầu hóa rồi, toàn cầu hóa chính bản thân chúng ta, đúng không? Chính bản thân chúng ta là bản thân chúng ta đang làm gì? Là bản thân chúng ta là chỉ có chia sẻ rồi ăn các cái món ăn fast food thôi. Nên đáp án của mình nó chính là cái số 1 này. Bây giờ nếu như mà mình không thể phân tích một cách rõ ràng và chi tiết ngay từ lúc thi thì mình sẽ đi loại các cái câu còn lại. Sokuji ya ningen kanke no kyomi o usunai hitobito wa kanben na seikatsu style o motomeru you ni naru, là gây ảnh hưởng gì ạ? Mất đi cái niềm hứng thú quan tâm tới cái mối quan hệ với con người và đồ ăn này, rồi mọi người thì yêu cầu một cái phong cách sống rất là giản tiện này. Cái đoạn mà kanben na seikatsu style này thì trong bài nó có một cái cụm sử dụng duy nhất của cái từ kanben ni là kanben ni cái sokuji này thôi, chứ người ta không dùng cái kanben na seikatsu style, nên là cái này không nói tới trong bài nên sai này. Ningen doshi no kanke o yoameru koto ni nari, cái mối quan hệ giữa mọi người với mọi người thì trở nên yếu ớt này. Rồi số người mà nechiu suru là tập trung vào chơi và làm việc thì có khuynh hướng mạnh là tăng lên. Cái ý mà shigoto ya asobi ni nechiu suru ningen này thì cũng không hề nói tới này, nên đáp án câu 3 cũng sai. Câu 4 là gì ạ? Onaji menu ni nareru koto de hitobito wa itsu no manika tashiu tayou na sokubunka ni kyoumi o motanaku naru, là ảnh hưởng là không còn hứng thú tới cái nền văn hóa ẩm thực đa dạng rồi đa chủng loại nữa, đúng không? Mọi người dần dần là đến một lúc nào đó sẽ không còn hứng thú với nó nữa, rồi đã quen với cái menu là giống nhau, thì cái đoạn mà menu giống nhau thì là sai rồi nhé. Thêm một cái ý nữa cũng sai, đó là cái từ tashiu tayou na sokubunka này này, thì là trong cái bài này người ta không dùng cái ý ta siu tayou na sokubunka, người ta dùng cái ý là ta siu tayou na restaurant thôi, là cái hình thức restaurant cửa hàng ăn ấy nó rất là đa dạng và đa chủng loại ấy, chứ người ta không nói tới cái hình thức văn hóa ẩm thực mà đa dạng đa chủng loại. Nên là khi mà chúng ta đi chọn đáp án thì chúng ta phải đi phân tích xem là cái câu ở trong đáp án nó phải đồng nhất với cái ý nào đấy ở trong bài, đồng nhất với cái cụm nào đấy ở trong bài thì mình mới có thể khẳng định rằng đấy là đáp án, giống như là mình phân tích ở cái số 1 được. Còn đâu cái mà người ta dùng đúng với cái cụm từ trong bài nhưng mà người ta lại ghép cái nọ với cái kia như thế này thì
thì là mình cần phải để ý và loại đáp án nếu như mà nó sử dụng cái cách ghép hoặc là cái sử dụng từ đấy nó không giống với lại ở trong bài thì là nó bị sai nha các bạn. Đấy là cái bài của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi sau nha.